chào mừng các bạn đến với tiêu điểm tưởng Garen, sức mạnh của Demacia. Garen là một đấu sĩ cận chiến và là chiến binh được tôn trọng nhất trong hàng ngũ ưu tú của Demacia. Với bộ kỹ năng không tốn tài nguyên, Garen sở hữu lối chơi rất hổ báo và có thể hạ gục những kẻ địch chủ chốt trong khi dẫn đầu đội hình ở các cuộc giao tranh. Với một sự cứng cáp đến từ sức phòng ngự và khả năng phục hồi, Garen là một tướng đi đường đơn đáng sợ. Nội tại của Garen là bền bỉ. Nếu tránh phải nhận sát thương trong một khoảng thời gian, Garen nhanh chóng phục hồi mỗi giây theo lượng máu tối đa của mình. Một ngoại lệ đáng chú ý là sát thương đến từ quân lính sẽ không làm ngưng hoặc ngăn cản kích hoạt bền bỉ. Khi kích hoạt, đòn quyết định loại bỏ tất cả những trạng thái làm chậm và gia tăng tốc độ di chuyển cho Garen trong vòng vài giây. Đòn tấn công tiếp theo của anh ta lên bất kỳ đơn vị hoặc công trình nào sẽ gây thêm sát thương và làm câm lặng mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn. Kỹ năng này cũng có thể gây chí mạng. Trong những tình huống khó xơi, Garen có thể sử dụng đòn quyết định để làm câm lặng một đối thủ và lủi đi nhanh chóng trong an toàn. Long dũng cảm có hiệu ứng nội tại và cả kích hoạt. Tác dụng nội tại giúp Garen tăng thêm phần trăm giáp và kháng phép đến từ trang bị, ngọc bổ trợ và kỹ năng. Kích hoạt kỹ năng này sẽ tiếp tục cải thiện sức phòng thủ của Garen, giảm lượng sát thương lên bản thân và giảm thời gian của các hiệu ứng khống chế trong vài giây. Bạn nên kích hoạt lòng dũng cảm trước khi chịu những đòn tấn công và kỹ năng mạnh để gia tăng khả năng sống sót. Phán quyết là kỹ năng gây sát thương chính của Garen. Garen xoay tròn một cách hung dữ, gây sát thương theo thời gian và không làm giảm khả năng di chuyển. Mỗi lần gây sát thương đều có cơ hội để chí mạng. Tuy nhiên, Garen không thể tấn công thường hoặc sử dụng đòn quyết định khi phán quyết đang còn hiệu lực. Bù lại, Garen có thể kích hoạt kỹ năng này một lần nữa để ngừng xoay. Phán quyết cũng là một công cụ rất tốt để dọn dẹp quân lính khi bạn lên cấp cao. Thậm chí không cần những trang bị gây sát thương, Garen vẫn có thể nhanh chóng hạ gục những quân lính bắn xa khi học 3 điểm phán quyết. Công lý Demacia là một đòn quyết định gây sát thương lớn lên một mục tiêu. Garen gây một lượng sát thương phép lên một tướng địch, kèm theo một lượng sát thương cộng thêm dựa vào lượng máu mà mục tiêu đã mất. Bởi vì chiêu này thường được dùng khi kết thúc đối phương, nó cũng sẽ khiến Garen ngừng xoay khi đang sử dụng phán quyết. Hãy nhớ rằng lựa chọn thời điểm để sử dụng chiêu cuối của Garen là chìa khóa để tối ưu hóa sát thương. Đừng sử dụng chiêu cuối quá sớm, nếu không đối phương sẽ thoát đi với chỉ một chút máu. Trước khi đến với lối chơi, hãy cùng xem qua combo chính của Garen để đuổi bắt và hạ gục kẻ địch. Hãy tạm gọi nó là bụi cỏ tử thần. Bắt đầu với Q để làm câm lặng Timo và tăng tốc cho bản thân, Garen tiếp tục sử dụng E để rút máu, đủ để chiêu cuối có thể hạ gục mục tiêu. Chiêu 2W hoàn toàn dựa vào tình huống, bạn có thể sử dụng bất kỳ lúc nào để gia tăng sức phòng ngự. Khi đi đường, Garen có thể tận dụng lợi thế thời gian hồi chiêu ngắn và các kỹ năng không tốn tài nguyên để đi đọt đối phương. Sử dụng đòn quyết định và phán xét, Garen có thể trao đổi chiêu thức có lợi và đẩy lính khiến Sen phải lùi sâu về trụ. Mặc dù đòn quyết định là một công cụ rỉa máu rất tốt, hãy chắc chắn rằng bạn không kích hoạt kỹ năng này quá sớm trước những đối thủ có làm choáng hoặc trói. Nếu bạn quá vội vàng, đối phương có thể sẽ khắc chế và hơn thế nữa, bạn sẽ phí đi kỹ năng rút lui của mình nếu có điều gì không ổn. Thậm chí nếu bạn đang tụt lại phía sau, bền bỉ vẫn giúp Garen có đủ khả năng phục hồi để ở lại đường, trong khi những vị tướng khác cần phải biến về để hồi máu. Sau khi chịu rất nhiều sát thương từ một cuộc găng, Garen vẫn có thể phục hồi gần đầy máu trong khi pha một cách cẩn thận ở trụ. Bởi vì đòn quyết định làm câm lặng mục tiêu, hãy luôn để ý cơ hội ngăn chặn những kỹ năng cần thời gian niệm của đối thủ. Ở đây, Garen dự đoán Sen sử dụng chiêu cuối, do vậy anh ta tốc biến lên để chặn nhất thống, hỗ trợ đồng đội từ xa. Với đầy đủ bộ kỹ năng, Garen là một tướng đỡ đòn đáng sợ, có thể chịu rất nhiều sát thương và dụ hàng đối phương. Với Sen và Zack đã sẵn sàng băng trụ, Garen cố gắng gây nhiều sát thương nhất có thể, tiếp tục sử dụng lòng dũng cảm để hút sát thương và kéo dài thời gian chờ Orianna. Quay trở lại cuộc giao tranh một cách thận trọng, mặc dù chỉ còn một ít máu và bị dẫn trước về trang bị, Garen vẫn có thể hỗ trợ hạ gục Sen và mang về hai mạng cho cả đội. Chiêu cuối của Garen có phạm vi sử dụng tương đối, khiến đối phương khó lòng thoát khỏi vị tướng này một khi đã bị dính đòn quyết định. Lao vào cuộc chiến, Garen sử dụng combo của mình lên Lux, sau đó hướng tới Tristana. Sau khi Triss rút lui, Zack Sen vào cuộc chiến và Garen đã quyết định đổi mục tiêu. Hỗ trợ đồng đội hạ gục Zack, anh ta tiếp tục kích hoạt lòng dũng cảm để chịu sát thương từ Tristana và tính toán để đoạt mạng đối phương nếu Tristana tấn công ai đó phía sau Garen. Tuy nhiên sau khi Fred tung ra một cú án tự chuẩn xác, Garen chớp lấy cơ hội bằng một cú quy, sau đó là tốc biến và thiêu đốt. Garen là một đối thủ khó chịu trong các cuộc giao tranh, có thể lao thẳng vào những nguồn sát thương ở phía sau trong đội hình địch. Trong khi cả đội đang giao tranh phía sau, Garen đuổi theo Corki, sử dụng công lý Demacia và thiêu đốt để chắc chắn ăn mạng trước khi thoát đi bằng tốc độ tự động quyết định.
khi xây dựng Garen, tập trung vào sự kết hợp giữa xuyên giáp, giảm thời gian hồi chiêu, sát thương vật lý và phòng thủ. Gậy hung ác từ sớm sẽ là một trang bị giao chiến rất tốt. Với ngọc bổ trợ, hãy thử ngọc đỏ xuyên giáp, ngọc vàng giáp, ngọc xanh kháng phép và ngọc tím sát thương vật lý. Về bản bổ trợ, hãy dùng 9210 lấy xuyên giáp và giảm thời gian hồi chiêu ở nhánh công, cùng với máu và sức phòng thủ ở nhánh thủ. Phép bổ trợ hợp lý là tăng tốc hoặc tốc biến, cùng với thiêu đốt để đảm bảo ăn mạng trong trường hợp một con Timo Cabo còn sống sau chiêu cuối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tiêu điểm tướng Garen. Hãy đăng ký theo dõi kênh của Garena TV và để lại bình luận ở phía dưới.